Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình có một con heo nó chuẩn bị sanh các bạn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lại kiềm điện trước nha. Rồi sau đó thì mình sẽ quay con heo mình cho các bạn xem. Cái kiềm mới là nguyên hộp vậy nè. Ở đây á, là nó có một cái con tắt nha các bạn. Con tắt ở đây á, là nó có một cái dấu chấm nè. Dấu chấm này bật xuống là mở điện, bật lên là tắt điện. Rồi cây kiềm trước khi mình ghim điện á, là mình bóp vô. Này các bạn bóp vô, các bạn gạt này xuống là cây kiềm mình nó sẽ mở được. Rồi đút cái đuôi heo vô đây cắt nha. Rồi mình sẽ ghim điện là từ 2 đến 3 phút. Khi mà cây kiềm này nó nóng lên á thì mình bắt đầu cắt, thì dao động là khoảng 2 đến 3 phút. Khi khoảng 5 đến 6 phút thì cây kiềm này càng lâu nó sẽ càng đỏ, nó sẽ đỏ gực lên. Thì lúc đó thì các bạn sẽ tắt điện giúp mình. Các bạn bấm tắt điện. Rồi khoảng chừng 3-4 phút sau á, là cây kiềm nó nguội rồi thì các bạn bật điện thêm. Tại vì cây kiềm này là nó không có chế độ tự ngắt. Những cây kiềm 3-400 ngàn cũng không có chế độ tự ngắt các bạn. Chỉ nó mắc về giá thôi, chứ nó không khác biệt gì hết. Xài cây kiềm này có 219 ngàn là bao ship. Nó tiết kiệm chi phí cho mình hơn nha. Rồi các bạn có thể là ghim điện trực tiếp rồi các bạn cắt. Hoặc là những anh chị mà lớn á, thì anh chị mà sợ điện có thể là mình ghim vô khoảng 3-4 phút đi. Rồi mình rút điện ra, rồi mình cầm vậy thôi. Cái đầu mình đi cắt tầm chừng 3-5 con là nó sẽ nguội, là mình cắt nó sẽ nhầy hơn rồi. Bắt đầu mình ghim vô tầm 1-2 phút nữa, mình rút ra rồi mình đi cắt nữa. Mình khỏi xài cây kéo để mình hơi nóng khò lửa, thì nó nhiều khi cây kéo sắt nó nóng tay của mình. Còn cái kiềm này là nó không nóng, nó sẽ hỗ trợ cho mình cắt đuôi nhanh hơn và an toàn hiệu quả hơn nha. Còn các bạn không sợ điện, các bạn cứ ghim trực tiếp, các bạn cắt bình thường. Mình cũng ghim trực tiếp, bạn cắt bỏ đuôi heo vô rồi bắt từ từ xuống. Rồi các bạn ghim lâu quá nó nóng thì bắt buộc nó phải cháy nha các bạn. Ví dụ các bạn ghim từ 7 đến 10 phút cái này nó nóng, nó đỏ gực, tại vì càng ghim lâu là nó càng nóng. Các bạn thấy nó hơi đỏ lên thì các bạn tắt con tắt giúp mình. Thì cái này là mình xài bền là do mình bảo quản nha. Cây kiềm này nếu mà các bạn cần á, các bạn cứ nhắn lên trên góc màn hình có Zalo của mình nè, các bạn cứ nhắn tin qua đi thì các bạn cần á, thì mình sẽ ship cho các bạn. Rồi sẵn ở đây các bạn, mình sẽ giới thiệu các bạn hai loại thuốc bổ, một là Catosan, một là của Thái hoặc là Ba Dê gì nó cũng giống nhau hết các bạn. Mình đang chia cho các bạn là 270 ngàn. Có đại lý chia cho các bạn là dao động từ 290 đến 301 tùy theo chỗ nha các bạn. Còn cái này là cái Buta B12 chưa tới 100 ngàn nữa. Nhưng mà thành phần của nó là nó giống y hệt Catosan. Là có một số khách hàng lấy của mình rồi, đánh giá rồi là chích heo này sẽ sung hơn Catosan. Mình sẽ cho các bạn xem cái thành phần của hai cái loại thuốc bổ này nó giống nhau như thế nào nè. Rồi mình quay cận cảnh lại cho các bạn xem hai chai thuốc bổ nè. Coi thành phần của nó nha. Thành phần của nó tương đương nhau các bạn. Đây thành phần đây, các bạn so sánh hai cái nha. Đó. Rồi cái Catosan là nó vẫn tốt bình thường nha. Cái Buta B12 mình đánh giá cao hơn là nó sẽ tăng lực các bạn. Quan trọng là con nái của các bạn á, sau khi đẻ xong chích vô nó có cái tăng lực này nè. Để cho nó đứng dậy nó ăn, kích thích cho nó ăn để nó không có nằm ly bì. Để con thôi là các con nái của các bạn thường thường 3-4 ngày nó ăn là nó sẽ mất sức, là nó không có sữa nhiều nha. Cái tăng lực này các bạn thấy hiệu quả lắm, các bạn cứ chích đi. Các bạn cứ lấy một chai Buta B12 này và một chai Catosan, các bạn sử dụng hai bầy, các bạn so sánh coi đàn nào chích vô nó sung hơn nha. Rồi các bạn thấy mình so sánh thành phần nó giống hệt nhau, nó không khác gì hết các bạn. Nó chỉ khác hãng sản xuất thôi. Nhưng mà cái Buta B12 này nè, các bạn chích vô là con heo nó sẽ sung hơn. Các bạn cứ so sánh giống như các bạn bình thường, các bạn không uống Number One và các bạn uống Number One. Các bạn uống Number One thì các bạn sẽ thấy kích thích cơ thể mình lên, nó khỏe lên. Thì cái thuốc bổ này nó cũng kích thích giống như vậy. Rồi cái thuốc bổ này sử dụng nè, heo con mà lên tầm 8 ngày các bạn sẽ tiêm cho nó 0,5C 1 đến 2 ngày liên tục. Lên 15 ngày các bạn tiêm cho nó 1C 1 đến 2 ngày liên tục là các bạn thấy heo của mình nó sung, nó giỡn nhiều hơn hẳn. Các bạn thử chích một lần đi, so với Catosan này coi thử nó có khác biệt hay không các bạn. Rồi cái trường hợp tiêm cho nái, ví dụ như là tối nay nái mình đẻ xong là mình tiêm kháng viêm xong, có thể là 2 tiếng sau, 3 tiếng sau mình sẽ tiêm cho nó một mũi thuốc bổ, hoặc là sáng lại là mình sẽ tiêm cho nó 2 đến 3 ngày liên tục để kích thích cho con nái của mình nó khỏe lên, nó sung lên để nó đứng dậy nó ăn. Có một số nái các bạn. Có một số nái là nái các bạn đẻ xong là nó sẽ nằm ly bì, nó không chịu đứng lên. Trường hợp mà các bạn can thiệp quá nhiều á thì nó cũng sẽ nằm lì nha. Còn mà trường hợp đẻ bình thường hoặc là heo mình có can thiệp nhẹ thì chích cái này để cho nó kích thích, nó sung lên, nó khỏe lên. Giống như mình uống Number One là thấy con người nó khỏe, là đi làm việc là nó không còn thấy mệt nữa. Nếu mà các bạn không có để ý á, các bạn cứ thử đi. Người của các bạn bình thường hơi mệt, hoặc là các bạn mới vừa đi đâu về, các bạn cứ khui một chai Number One các bạn uống đi. Khoảng 5 đến 10 phút sau thì các bạn sẽ thấy khỏe, tinh thần nó thoải mái hơn. Thuốc bổ này nó cũng vậy đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay heo cho các bạn xem nha. Heo của mình chắc lứa này đẻ ít rồi các bạn. Mình thấy 5-6 con là bụng nhỏ xíu xíu không à. Chắc đẻ vài con các bạn ơi. Cái này là lứa này lại lấy tinh địa phương làm biến đi, lấy tinh công ty nó xa.
Rồi lứa này để ít là lỗ luôn rồi. Bây giờ qua mình xem con heo nha các bạn. Hôm nay tiếp tục có heo đẻ nè các bạn. Buổi chiều nay mình ra cho ăn, nó thấy nó đang gặn, mình đang cho heo nái bên đây ăn nè các bạn. Rồi bắt đầu mình quay qua đây là nó đẻ được một con. Con này là đẻ con to đó các bạn. Heo con to nha. Bụng thì nhỏ. Con này thì không biết bao nhiêu con. Mình đoán chắc cỡ 6 con là dữ lắm rồi các bạn ơi. Lứa này heo của mình đều bụng nhỏ luôn. Con này mình nghĩ chắc nó khô hết luôn, không có luôn nè. Con này ngày 20 tháng 9 nó đẻ. Mà bữa nay ngày 14 rồi mà bụng nó nè, không có bụng luôn. Con này thì chắc được vài con. Lứa này là mình cỡ chục con nái lận, bụng nhỏ xíu luôn. Là phối tinh địa phương. Tinh đợt này là không đạt rồi. Rồi để một tí mình cập nhật tình hình cho các bạn xem nha. Rồi con thứ hai mới vừa ra luôn nè các bạn. Tinh này tinh trắng rồi. Đây có con trong đây, vô đây nó trốn rồi nè. Bóng đèn mình chưa có bắt xong nữa. Dây gúng nó vẫn còn luôn nè các bạn thấy chưa. Đó, nó dài toàn ten luôn đó. Sữa nó chảy nè các bạn. Có các bạn nhìn ở dưới sàn nè, mình dội nước rồi mà sữa nó còn trắng xó luôn nè. Rồi hiện tại là hai con nha các bạn. Chắc con này đẻ cũng được cả 10 con đó các bạn ơi. Cũng được, bụng cũng được đó. Hình con tiếp theo cho các bạn coi nè các bạn. Con này cũng con trắng luôn, nhà mà nó hơi vàng nha. Con này là con thứ ba rồi các bạn ơi. Bụng nó cũng còn, con này thấy cũng được rồi đó. Quá trời sữa luôn. Chuồng mình chuồng cũ hết nè các bạn. Giờ ốc này nó mòn nó lờn hết rồi. Chắc phải hàng lại thì mới bắt ốc được. Bây giờ là buộc dây chì không à các bạn. Đây trong đây hai con nè. Rồi quay qua đây cho các bạn xem nha. Cái con này là hôm nay là ngày đẻ. Cái con này là 6 ngày nó đẻ mà không có bụng luôn nè các bạn. Con này hồi lứa trước là đẻ 15 con nè. Lứa trước là khoảng 5 tháng trước á, là hai mẹ con nó nằm giống vậy luôn. Cũng hai sàn này luôn, là lúc đó là mình sửa chuồng đó các bạn. Lúc đó là mình lợp lại cái mái chuồng của mình nè. Đó, bây giờ mình sửa bằng cây hết rồi. Lúc trước là mình làm bằng sắt á, bằng kẽm á, mà nó nhanh khét lắm. Hai con này là đều mẹ con hết. Con đó là mẹ, con này là con nè. Con đó ba máu. Con này là F4 rồi nè. Hai con lứa trước là đẻ 15 hết nha. Lứa này là không thấy bụng luôn. Có con này đỡ đỡ nè. Con này chắc 7-8 con được. Còn con này không biết nhiêu con nữa. Chắc 2-3 con gì quá. Rồi để cho con này vô thì cập nhật tiếp cho các bạn xem nha. Cái con này đẻ nhanh quá các bạn ơi. Vừa bỏ con thứ ba vô là con thứ tư nó ra tới luôn rồi. Để một lát gán canh con thứ năm để quay cho các bạn nha. Con này đẻ dễ rồi đó các bạn. Có con đầu tiên là quằn quại lâu thôi. Cái con này là nhanh rồi đó. Để mình bứt dây gúng nó ra. Đó các bạn thấy chưa. Con thứ tư rồi. Cũng đều heo, vừa heo chứ cũng không nhỏ, cũng không lớn. Gán canh con thứ năm để cho các bạn xem trực tiếp luôn nha. Rồi heo mình tiếp tục gặn ra con thứ năm nè các bạn. Đó con thứ năm quay cận cảnh cho các bạn xem luôn. Nãy giờ ra đầu trước không mà các bạn. Rồi con thứ năm nha. Con thứ năm mà bụng vẫn còn đội các bạn. Khả năng là vẫn 10 con là chắc được các bạn ơi. Rồi sẵn đây thì các bạn mới thường hỏi mình là buộc rú làm sao, cắt rú làm sao thì mình quay cho các bạn xem nè. Ở đây các bạn đo xuống khoảng chừng 2-3 lóng tay các bạn buộc rú các bạn thấy không. Rồi các bạn cắt qua chỗ đó khoảng 1cm hoặc 2cm ngay chân chỗ cắt á, buộc qua chỗ cắt là được nha. Con nào cũng vậy các bạn. Để mình cho các bạn coi con này nè. Cái con này nãy giờ nè, mà đây là con này mình mới cắt rồi nè các bạn. Đó các bạn nhìn kỹ chưa. Cắt qua chỗ buộc xíu là được. Đừng có cho máu nó chảy ra. Nó chảy ra nhầm con nó sốc nhiệt là nó chết á. Rồi 5 con nha các bạn ơi. Rồi một tí nữa cập nhật tình hình cho các bạn xem nha. Heo đẻ nhiều nó mới có động lực quay để cho các bạn xem, để hồi hộp này kia. Còn mà heo mà đẻ vài con các bạn là không có gì để quay hết. Chứ mà nhiều không có cái vấn đề gì mà để giải thích cho các bạn, để các bạn mới vào nghề các bạn nắm hiểu hết. Kênh của mình là để cho các bạn mới vào nghề các bạn tham khảo, để các bạn biết cách xử lý. Còn mà các bạn nuôi lâu năm thì chắc cú là các bạn đã xử lý được rồi. Tại vì mình hướng dẫn những vấn đề cơ bản trước. Còn những vấn đề chuyên sâu gì đó thì các bạn cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình biết thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn. Còn cái này là mình chỉ giới thiệu là heo thường ngày là nó gặp trường hợp như vậy, thì mình chỉ hướng dẫn các bạn xử lý như vậy thôi.
Còn những trường hợp khó nữa thì lâu lâu mới gặp chứ không phải là lần nào cũng gặp các bạn. Rồi heo mình chuẩn bị gặn ra con thứ 6 nè các bạn, để quay qua bên đây cho các bạn xem nha. Cận cảnh con thứ 6 lọt ra nè, cho các bạn mới tham khảo về cái quá trình mà heo nái đang đẻ nha. Gặn cái nữa là ra đó. Rồi con thứ 6 ra nè các bạn ơi, đó. Các bạn nhìn thấy quá trình nó ra chưa? Rồi bây giờ mình kéo dây rúng nó ra các bạn ơi, chùi nhớt trong miệng nó. Con này thì bình thường thôi, phải nó ngọt á là nó sẽ dãy rồi. Con này nếu mà nhớt nhiều á, nếu mà nó ngọt á là nó bắt buộc nó phải dãy rồi. Còn cái này là nó thở được nên nó không dãy đó các bạn. Rồi kéo nó ra buộc rúng lại. Rồi bây giờ đây là em thứ 6 vô nha các bạn ơi. 6 con rồi, cái sữa mẹ nó chảy ra. Chắc khoảng chừng 2-3 phút nữa mình bắt ra cho nó bú bớt các bạn. Con này là sữa nhiều lắm, các bạn lưu ý về vấn đề sữa nha. Cái bầu sữa nó nhiều mà heo con bú không hết thì các bạn phải nặng bỏ bớt, hoặc là các bạn bắt vài con bự qua các bạn cho nó bú bớt. Để không thôi là vú nó tiết sữa nhiều á là nó sẽ bị viêm vú luôn đó. Cái con này là con nái tơ, con nái 3 máu nha các bạn. Mình hiện tại là mình chưa có 2 máu để thai. Ở đằng này là mình có một đàn 2 máu nè. Đàn này là đàn 2 máu nè, là được 6 con cái là mình dùng để thay đàn, là sau này những con 3 máu mà đẻ ít là mình sẽ loại hết. Nếu mà đẻ được 12 con thì mình để lại, còn mà trên là mà dưới là mình sẽ loại hết nha. Đây là có 6 con đực và 6 con cái. Còn cái này mình dự định làm sàn đẻ thì bây giờ mình không làm nữa, mình sẽ làm cái sàn cai sữa ở đây luôn, tại vì mình đang dự định là mở rộng chuồng, là nái của mình nó sẽ không hụt chuồng nữa nên mình không có làm sàn đẻ ở đây nữa. Mình dự định là mình nối dài ra sau. Rồi sau này ở khu bên đây, từ đây tới bên đó là khoảng 45-50 mét gì đó là mình sẽ làm hết luôn nha. Rồi tiếp tục gặn con thứ 7 nè các bạn. Gặn cái ra nè, đó, con thứ 7 nguyên đàn này là trắng hết rồi các bạn ơi. Rồi 7 con rồi nhưng mà bụng vẫn còn nha, khả năng là 1-2 con nữa, mong là 2 con đi, 9 con cũng được. Đừng có để ít con lỗ các bạn ơi. Rồi hiện tại là 7 con. Xem coi là còn con nào nữa hay không. Đội còn con nữa, còn con nữa. Chắc gặn ra nữa các bạn ơi, chắc ra chung với con này luôn quá. Để bước dây rúng nó ra trước đi. Rồi để chờ coi là nó có ra nữa hay không nha. Mình thấy nó gặn nữa đó. Nó còn đội chỗ này nè, chỗ này nó đội nè, là còn con nữa. Bảy con rồi các bạn ơi. Rồi heo mình 7 con rồi, bây giờ mình sẽ thả nó ra cho nó bú trước nha các bạn. Cái con thứ 7 thì mình sẽ cho nó bú sau nha, tại vì nó còn yếu chân á. Rồi đợi một tí nữa nó gặn ra thêm một con nữa thì mình quay cho các bạn xem. Bây giờ mình thả nó ra trước nè, để cho nó bú đi. Một con nè, con này con thứ 7 nè. Hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con thứ 7 thì để lại các bạn. Heo cũng đều các bạn ơi, đều mà đẹp đó. Đó, nó ưỡn lên kìa, các bạn nhìn thấy cái bẹ sữa nó không? Quá trời luôn rồi. Ở đây thì mình cũng hướng dẫn các bạn mới, để cho các bạn mới hiểu là tại sao mà heo của mình nó bị bạc hai giò sau nè. Hai giò sau nó bạc ra rồi, xong nó duỗi thẳng về phía trước, nó không đi được. Là do trong quá trình, thứ nhất á, là heo đẻ ra là chân nó yếu. Thứ hai là trong quá trình nó bú á, là hai cái giò của nó bạc ra, nó ngồi xuống. Thứ nhất là lâu. Thứ hai nữa là cái sàn của mình nè, nó ẩm ướt, nó trơn nè. Rồi lâu như vậy, 1-2 tiếng gì đó, thì cái cơ của nó bị giãn ra nên nó không có đứng dậy được, nên hai giò nó bị bạc và nó duỗi thẳng về phía trước. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Hiện tại là sàn mình đang bị ướt nè, với mà cái nước ối của con heo á là nó lôi tới lôi lui là nó bị trơn sàn nữa. Cái đó là mình phải chăm sóc heo kỹ, cho nó bú xong khoảng chừng nửa tiếng tiếng gì đó, bắt vô ấm lại rồi bỏ cái vẻ lao giống như của mình vậy nè, để cho nó đứng lên vẻ lao để cho nó không có bị trơn.
rồi mấy cái con đẻ mới đẻ ra các bạn bỏ vô giữ ấm đi, cho cái chân nó cứng một cái, rồi các bạn hãy thả ra. Các bạn thả ra liền, có một số con yếu là nó sẽ có hiện tượng như vậy nha. Các bạn muốn thả liền cũng được, mà các bạn ấm cũng được. Các bạn đừng có đổi thừa mình là tại sao mà nhốt rồi heo mẹ không cho bú nha. Tại vì sữa mẹ nó nhiều rồi, nó muốn bị viêm vú nó không cho bú. Ở đây á, thường á, là mình phải canh cái lượng sữa của nó nữa. Có một số trường hợp á, là nhốt lại tới đẻ xong thì mới cho bú, là đó là sữa mẹ nó nhiều, nó tiết ra nhiều, heo mẹ nó căng thẳng nó không cho bú. Còn mà đẻ ra được 7-8 con thì mình thả ra bú là bình thường mà. Giống như của mình á, thường là mình sẽ chia hai tớp, thường thường là đẻ tầm heo mà ít á, tầm chừng 7-8 con là mình sẽ cho nó bú. Còn mà mình nhắm con heo nó đẻ quá nhiều thì có thể là 10-12 con thì mình sẽ cho nó bú. Các bạn có thắc mắc gì á, hoặc các bạn có hỏi thêm gì á, các bạn cứ nhắn tin qua Zalo hoặc cứ gọi trực tiếp cho mình đi, thì mình biết thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm nha. Con thứ 8 này các bạn ơi, con thứ 8 chuẩn bị ra, nó lú dò ra trước. Hèn chi nãy giờ đợi lâu quá trời luôn, là mình cũng nghi là ra dò trước nó mới lâu như vậy. Rồi để lau chùi nó các bạn ơi. Đó, nó không có ngợp nha, rồi nó ngợp là nó dậy rồi. Rồi bên đây 7 con mình thả ra cho nó bú nè. Bây giờ nó bú hết trơn rồi nè. Nãy vú mẹ nó căng thẳng ra, các bạn coi nhiễu sữa nhiễu nhiễu nè các bạn. Sữa nó nhiều thì nhiễu nhiễu luôn nè. Đó. Quá trời sữa mà không bú nè. Nè. Nhiễu từng giọt vậy đó. Rồi hiện tại là được 8 con nha. 8 con mà bụng vẫn còn đội nè các bạn. Các bạn nhìn xem cái cục chỗ này nè, cục chỗ này nó vẫn còn u. Rồi 8 con nha các bạn. Rồi lau chùi một tí nữa thì mình sẽ cập nhật tình hình cho các bạn xem thêm. Bầy này mà phải được 12 con thì quá đẹp luôn các bạn. Heo đều trắng đẹp nè. Ở đây mình hướng dẫn các bạn mới thêm nha. Khi mà heo của mình đẻ được từ 3 đến 4 con thì mình sẽ tiêm cho nó 10C hạ sốt giảm đau glucocase. Hiện tại glucocase á, chiếc này nhập giá cao nên mình chưa có nhập nha các bạn. Hiện tại giá bây giờ là lên 85.000 nên mình chưa có nhập nha. Rồi tiếp theo là đối với quá trình tiêm oxytocin thì mỗi lần tiêm là tiêm 3C thôi. Thường á, là thú y khuyên các bạn á, là đẻ một con đầu xong các bạn tiêm. Đối với mình á, thì mình sẽ khuyên các bạn, con mẹ ban đầu nó gặn được tự nhiên, đẻ tự nhiên, các bạn cứ để cho nó đẻ tự nhiên. Khi nào nó đẻ lâu và gặn không nổi nữa thì mình sẽ tiêm 3C oxytocin để hỗ trợ tử cung co bóp thêm cho nó. Ví dụ như bây giờ được 8 con rồi thì bắt đầu là mình mới tiêm nè. Các bạn tiêm con đầu tiên nó ra được đi, rồi bắt đầu con thứ hai nó kẹt lại mà các bạn mới tai nghề yếu, các bạn không xử lý được, không kéo được, rồi bắt đầu là tử cung nó co bóp, những con trên nó đẩy xuống. Trường hợp thứ nhất là nó sẽ yếu những cái con trong đó. Trường hợp thứ hai là nó sẽ ngợp nguyên một đàn của các bạn luôn. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Có nhiều bạn bị ngợp rồi, điện cho mình đó, cũng quy hướng dẫn đẻ con đầu tiên là tim đó, xương chậu hẹp kéo không được đó. Mình cập nhật tình hình con heo mình buổi sáng nay cho các bạn xem nè, có vấn đề để cho các bạn tham khảo luôn nha. Hiện tại là hôm nó sanh được 8 con các bạn, sáng nó đẻ 1 con rồi, giờ còn 7 con à. Các bạn kiểm heo nè, 1 2 3 4 5. Ở trên đầu nó con là 6 con, đây con là 7 con. Đây buổi sáng là có hiện tượng ngày đầu tiên đã đẻ là đã có hiện tượng chảy phân vàng nè các bạn. Các bạn nhìn thấy phân của nó không? Đó, ngày đầu tiên là đã có hiện tượng chảy rồi, điển hình là con này nè. Các bạn thấy không? Nó đứng đâu chảy đó luôn nè. Rồi, ngày đầu tiên á thì các bạn pha giúp mình một muỗng cà phê amox bột cho 30C nước, cho nó uống mỗi lần 2C, uống sáng trưa chiều đối với con tiêu chảy, còn con không tiêu chảy thì uống sáng chiều. Là phòng ngừa tiêu chảy và điều trị tiêu chảy nha các bạn. Nếu mà ngày thứ hai vẫn còn thì uống một ngày nữa hết, nhưng mà thông thường là dùng amox bột đúng như của mình thì ngày đầu tiên là đã hết rồi. Bắt đầu khi nào mình tập cho nó uống sữa thì cứ một bịch sữa là một muỗng amox. Rồi khi nào một ngày nó uống tầm 2 đến 3 bịch sữa đổ lên á thì mình bỏ vô nửa nắm cám tập ăn, đợi khoảng 10 phút nó tan nhuyễn hết thì để xuống cho nó uống. Rồi nó uống như vậy gành nhuyễn rồi thì tăng lên một nắm, nắm rưỡi, hai nắm. Còn đối với trường hợp mà heo nái của các bạn mà thiếu sữa hoặc là không có sữa thì các bạn dùng sữa bột giống như của mình vậy đó thì rất là ok, rất là hiệu quả nha. Có một con heo chuẩn bị đẻ nè các bạn, mà con này bụng nhỏ các bạn ơi, không có bao nhiêu bụng hết trơn á. Con nó đạp ở đây nè nhưng mà không được bao nhiêu con đâu.
con này là lứa 4 rồi, con bên đây cũng không có con luôn. Rồi bên đây thì đàn này được 8 con mà bữa trước mình quay các bạn xem đó, nó hao 1 con rồi. Dạ ok rồi, bữa nay nó được 2 ngày rồi. Con này có bụng chút xíu à, không biết được bao nhiêu con nữa. Con này thì sắp đẻ rồi nè. Mình thấy nó có sữa rồi. Bạn ơi, mình tính đâu là con heo của mình tối nay nó đẻ. Ai ngờ bước vô coi camera là thấy nó đẻ luôn rồi các bạn. Đây các bạn kiểm heo với mình nha. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con. Bên đây nữa nè các bạn. Do cái cửa chỗ này mình chưa có làm lại nè, 4 con, 5 con, 6 con. Để mình đi kiếm vòng vòng coi còn con nào nữa hay không nha. Con mẹ bên đây là nó cũng không có cắn gì mấy con này hết. Mấy con này là nấy gạ là khôn hết rồi các bạn. Rồi hiện tại là nó đẻ được 6 con rồi, để mình kiếm coi còn con nào rớt xuống nữa hay không nha các bạn. Do cái chỗ này nè các bạn, chỗ này là nó hở nhiều nè, con nó rớt xuống đường này nè. Rồi để đi một vòng mình kiếm rồi mình cập nhật thêm cho các bạn xem nha. Cho các bạn xem nè, 6 con nè các bạn. Đã buộc rúng và cắt rúng xong hết rồi nha. 6 con này cũng nhỏ nhỏ không à, không có to đâu. Mà bụng nó vẫn còn đội thì không biết là còn con nào hay không các bạn. Cái khúc ở trên này nè là nó còn đội nè. Mong là được vài con nữa cho khỏe các bạn ơi, chứ 6 con này chắc quỵ vốn quá. Rồi bầy bên đây thì 8 con đẻ 1 con rồi, giờ còn 7 con nằm ngủ nè. Đây 6 con bên đây 1 con nè. Còn mấy bầy bên đây ở dơ nè. Mấy bầy đây bự mà chưa có ô xuống các bạn. Đợi vài ngày nó xích theo kia rồi mới có ô xuống. Còn con này chắc mình đón chắc chừng 3-4 con chứ không nhiều đâu. Có con dưới này bụng cũng to nè. Con đây thấy bụng cũng to nè. Con đằng này cũng thấy bụng to nè. Tiếp tục một em bé thứ 7 ra nè các bạn. Vẫn còn đội nữa là vẫn còn con nữa các bạn ơi. Con này cũng dài đòn đó, cũng bằng mấy con này thôi chứ không có to đâu các bạn. Rồi để cho nó vô sọt giữ ấm đi chút nữa thả nó cho ra bú các bạn. Con này ít sữa, nãy này ít sữa nha. Mình dự kiến khả năng á là cái bầy này và cái bầy này là mình sẽ gộp chung luôn. Thứ nhất là mình sẽ chừa sàn đẻ, thứ hai nữa là mình sẽ dưỡng con nái đó để mình phối lại cho con này nuôi để mình tập cho ăn sớm luôn nha các bạn. Heo của mình chỉ cần bú sữa khoảng chừng 5 ngày đầu thôi, là mấy ngày sau là mình tập cho uống sữa ăn cám ngoài cũng được luôn, không cần sữa mẹ nó cũng vẫn lớn bình thường nha. Mày heo mình vậy là chắc nó đẻ xong rồi các bạn ơi. Chắc nuôi khoảng 5 ngày bắt đầu là mình sẽ ghép bầy luôn các bạn. 7 con này mình sẽ dời qua mình ghép chung với 7 con này luôn, là cho con mẹ này nó nuôi 14 con luôn. Lên 5 ngày thì mình sẽ ghép nha. Bầy đó 5 ngày, bầy này 7 ngày. Bắt đầu là mình sẽ tập cho nó ăn sớm luôn, để mình dồn ô lại để mình đưa heo lên đẻ nữa. Bây giờ hiện tại là đang kẹt chuồng rồi, mấy con này là chưa có ô để xuống nữa. Con nái này là tách bầy luôn, là đưa con nó ra luôn nha. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình nha. Tin địa phương đó các bạn, phải tin công ty là nó ra bò rồi, nó ra bông rồi. Còn tin địa phương đa số là mình lấy tin trắng hết.